chúng ta đang sống trong một thế giới đầy bắt trắc với công việc bấp bênh lợi tức không ổn định và tương lai có quá nhiều thay đổi không biết trước kính chào các anh chị tôi tên là đi nguyễn và trong một vài phút tới chúng tôi muốn giới thiệu với các anh chị một khám phá độc đáo đang làm thay đổi kỹ nghệ chống lão hóa đây không những là một cuộc cách mạng về khoa học có ảnh hưởng lớn đến mọi người trên thế giới mà còn là một cơ hội cho chúng ta những người bình thường có giấc mộng phi thường có thể dự phần để biến giấc mơ của mình thành hiện thực nếu chúng ta tin nước Mỹ là đất nước của cơ hội, thì có thể đây là cơ hội mà tất cả chúng ta đang mong đợi. Khám phá độc đáo và kỹ thuật mới này được gọi là Age-Lock, chặn đứng tuổi già từ căn nguyên, tận gốc rễ để đem lại số nguồn tươi trẻ cho con người. Chúng ta có thể ví tuổi già như nước chảy qua vòi, nhưng thay vì nước thì là những dấu hiệu bị lão hóa như các nếp nhăn da đồi mồi theo thời gian. Có rất nhiều sản phẩm về anti-aging chống lão hóa trên thị trường, nhưng phần lớn là những hình thức che lấp sửa chữa những hiện tượng đã xảy ra từ quá trình lão hóa. Chẳng khác nào, như nước tràn thì phải dùng đồ chùi nhà và khăn lau. Có nhiều quảng cáo về khăn lau như khăn lau dùng organic, khăn lau dùng dược thảo thiên nhiên và những khăn lau được giới thiệu bởi một số ca sĩ tài tử người mẫu nổi tiếng. Nhưng tất cả vẫn là hình thức chữa cháy, không chặn được dòng nước đang chảy, tức là sự già nua. Age Lock là kỹ thuật duy nhất có thể khóa và tắt hẳn nguồn nước, có nghĩa là AgeLock ngăn chặn được những, những diễn biến sinh học gây ra hiện tượng lão hóa trước khi các nếp nhăn xuất hiện trên mặt. AgeLock không phải chỉ là giải pháp cho hiện tượng lão hóa như khăn lau nước, mà là một hình thức hoàn toàn mới cho các giải pháp chống lão hóa. 25 năm trước, New Skin được thành lập với sứ mệnh đi tìm bí mật của sự tươi trẻ, tức là The Secret of Youth. Thì gần đây ông Truman Hunt, tổng giám đốc của nu Skin đã tuyên bố với AgeLock sứ mệnh đã hoàn thành. Nu skin đã bắt đầu công cuộc tìm kiếm suối nguồn tươi trẻ bắt đầu vào năm 1984. Tiên phong với khái niệm dùng chất giữ độ ẩm thay vì chất dầu trong các uh, sản phẩm dưỡng da, đây là một bước đột phá quan trọng vào thời điểm đó. Trong vòng hai thập niên qua, Nuskin với truyền thống tiên phong trong việc luôn luôn khai phá những sản phẩm mới với những chất liệu mới nhằm đạt được kết quả cao. Năm 2005, Nuskin giới thiệu thuốc dinh dưỡng bổ sung dùng nanotechnology bao gồm chất Resveratrol mà cho đến mãi 4 năm sau, thế giới mới bắt đầu nghe về kỹ thuật nano và công dụng của Resveratrol chiếc từ vỏ quả nho từ giới truyền thông. Năm 2006, Nu Skin giới thiệu True Face SN Ultra có chất Atocin là một tinh chế độc quyền có thể mang lại tính đàn hồi của da như người 18-24 tuổi, đã được thí nghiệm và kiểm chứng của UCLA Medical Center. Những phát minh mới mẻ này mang lại cho sản phẩm của Nu Skin tính độc đáo Kết quả thấy ngay trước mắt, sự thích thú đầy cảm tính và sức tiêu thụ cao, đây chính là yếu tố quan trọng cho sự sử dụng lâu dài từ những khách hàng trung thành trong nhiều năm. Sản phẩm của Nu Skin gây chú ý đặc biệt với các chuyên gia tài chính và giới truyền thông như tuần báo Forbes, The Molly Fools, vân vân. Số phát hành vào tháng 1 năm 2009, Forbes Magazine đã có bài ca ngợi về thành quả của Nu Skin. Năm 2009 đánh dấu một giai đoạn lịch sử với khám phá về kỹ thuật Age law. Sự khám phá này có thể nói là một khám phá quan trọng hơn tất cả những khám phá trong suốt 25 năm qua. Ứng dụng đầu tiên của Aeslos vào facial gels dùng galvanic spa có thể mang lại sự tươi trẻ tức thì, có khi chỉ sau một lần sử dụng. Cô Diana, 52 tuổi, tham dự 90 ngày thử nghiệm với Aeslos gels, dùng với máy galvanic spa mỗi tuần 2 lần và dùng TruFace Essence Ultra mỗi buổi sáng và buổi tối. Cô Diana chỉ thử nghiệm một nửa mặt, phía bên phải. Các anh chị nhìn vào bức hình này sẽ thấy, thấy ngay sự khác biệt. Cô Diana nói rằng phần da mặt bên phải nhìn như hồi cô ở độ tuổi 30. Bác sĩ Helen Neck của Nu Skin giải thích rằng da của cô Diana đã qua quá trình thay đổi được gọi là remodeling. Có thể ví như chiếc cầu mà các dàn chống bị gãy. Những tinh chất trong sản phẩm của Nu Skin kích thích sự tái tạo chất collagen và tính đàn hồi của da làm da được trẻ trung và săn chắc như hồi còn trẻ. Những sản phẩm ứng dụng với A-Slot vừa qua chỉ nhắm vào một nguồn của nguyên nhân gây ra lão hóa. Sự nghiên cứu không ngừng nghỉ của các khoa học gia Nu Skin mở cửa cho rất nhiều khám phá thú vị khác, đặc biệt là căn nguyên của sự lão hóa được truy từ căn nguyên của sự sống đó là gene của con người. Thực tế là con người bắt đầu quá trình lão hóa ngay khi sinh ra đời. Tuổi tác tính theo niên đại là điều không thể thay đổi, nhưng với A-Slot, chúng ta có thể ảnh hưởng đến số tuổi sinh học, đó là sự già nua. Ví dụ sau khi sử dụng tám 80 tuổi vẫn nhìn, không thấy già. Đã từ lâu, khoa học khám phá yếu tố di truyền ảnh hưởng tới sự lão hóa của con người, nhưng không giải thích được gen nào gây nên sự lão hóa và làm thế nào để đối phó. Một khám phá quan trọng mới đây nhất qua kỹ thuật đặc biệt của NuSkin đã khám phá những nhóm gen hoạt động cá biệt tác động đến sự lão hóa. Đây có thể nói là sự khám phá mới mẻ nhất quan trọng nhất ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình lão hóa à, sinh học đến sự già nua các khoa học gia của new skin đặt tên là youth gene clusters đây chính là chìa khóa vàng mở cửa cho con đường dẫn đến suối nguồn tươi trẻ các khoa học gia của new skin đã làm việc ngày đêm để phát triển những ứng dụng cho các khám phá mới cho phép các youth gene cluster trở lại trạng thái như thời trẻ trung và ngưng sự già nua những khám phá tối quan trọng này của Nu Skin đã được trình bày qua hai đặc sang chính được nể trọng trong giới uh, khoa học gia thế giới. Science và Nature sẽ được phát hành trong năm nay sau khi Nu Skin công bố các sản phẩm mới vào tháng 10. Vào dịp uh, kỷ niệm 25 năm ngày thành lập công ty vào tháng 10 năm 2009, Nu Skin sẽ giới thiệu dòng sản phẩm mới thuộc thế hệ thứ hai của AgeLock. Đây có thể nói là quả bom nguyên tử trong kỹ nghệ chống lão hóa với tính chất độc đáo từ trước tới nay chưa từng có sẽ làm kinh ngạc nhiều người sử dụng với kết quả có thể thấy được chỉ trong thời gian ngắn. Và nhiều ứng dụng kỳ thú khác sẽ được tiếp tục bắt đầu từ năm 2010. Liu Xin rất tự tin vào sản phẩm và kết quả mà kỹ thuật AgeLock đã mang lại cho mọi người. Người đứng đầu các khoa học gia của Nu Skin, Dr. Joe Chang đã mạnh dạn tuyên bố rằng các đối thủ cạnh tranh hầu như chẳng còn hy vọng gì trong cuộc chạy đua tìm giải pháp cho việc chống lão hóa. Cho các anh chị hợp tác với Nu Skin, đây là cơ hội có một không hai cho các đối thủ thì không còn cửa. The game is over. Với New Skin mở ra một thế giới hoàn toàn mới trong việc chống lão hóa qua sự khám phá và phát minh ra Islot, New Skin đang tìm kiếm những người có ước vọng muốn khai phá một thị trường mới, một kỹ nghệ mới mà hàng triệu, hàng tỷ con người đang khao khát, tức là chống lão hóa hay nói một cách nôm na, trẻ mãi không già hay trường xanh bắt lão. kể từ khi thành lập vào năm 1984. Nu tiếp tục phát triển không ngừng. Trong bối cảnh kinh tế của toàn cầu hiện nay, khi mà nhiều công ty đang phải đối đầu với những khó khăn thì Nu Skin đang tăng trưởng vượt bậc. Năm 2008, doanh thu của Nu Skin đạt 1.25 tỷ đô la. Trong số những công ty về direct selling có cổ phiếu trên sàn chứng khoán, Nu là công ty có số tỷ lệ trả ra cho hoa hồng cao nhất. Nu Skin trả tổng cộng trên 6 tỷ tiền commission, chỉ riêng trong năm 2008, Nu Skin trả trên 530 triệu đô la. Tính độc đáo của sản phẩm, chất lượng cao với kết quả có thể thấy ngay trước mắt, cộng với tài lãnh đạo và tầm nhìn sâu rộng chính là những yếu tố đã đưa Nu Skin vượt trên ngưỡng 1 tỷ đô la doanh thu mỗi năm. Nhưng với sự khám phá và ứng dụng của AgeLock vào năm 2009, doanh thu của Nu Skin được tiên đoán sẽ tăng trưởng gấp 3 lần trong một vài năm tới. Anti-aging hay là chống lão hóa là một trào lưu khổng lồ với tiềm năng vô hạn. Thống kê cho thấy năm 2008 hơn 91 triệu người Mỹ đã mua những sản phẩm liên quan tới việc chống lão hóa, trong đó gần một nửa là những người ở độ tuổi dưới 40. Dự đoán vào năm 2015, kỹ nghệ anti-aging sẽ tăng trưởng 76% ở Mỹ, 73% ở châu Âu, 73% ở Nhật và 82% ở vùng châu Á-Thái Bình Dương. Sự vững vàng về tài chính sau 25 năm, cộng với nhu cầu chống lão hóa và những phát minh độc quyền của Nu Skin mở cửa cho một cơ hội độc đáo cho mọi người, đặc biệt và cho cộng đồng người Việt Nam khắp nơi trên thế giới. Đây chính là cơ hội để tiến thân không những cho cá nhân các anh chị mà còn là cơ hội bắt đầu cho cuộc sống sung túc cho nhiều thế hệ con cháu. Chúng tôi sẽ mạng phép một vài phút trình bày về cơ hội kinh doanh với Nu Skin. Mô hình kinh doanh của Nu Skin cho phép một người bình thường không vốn liếng, không kinh nghiệm, không nhiều tài năng và quan hệ có thể bắt đầu thực hiện giấc mộng của mình. Nu Skin thay đổi hoàn toàn mô hình kinh doanh truyền thống với quá nhiều trung gian Trước khi sản phẩm đến tay người tiêu thụ từ nhà sản xuất, qua các hình thức quảng cáo tốn kém bằng cách trả tiền hoa hồng cho anh chị Nếu các anh chị giới thiệu người tiêu dùng à, mua sản phẩm của công ty qua việc truyền miệng, giới thiệu trực tiếp Đây là hình thức phân phối sản phẩm qua quan hệ gọi là Relationship Marketing Tiền hoa hồng trả ra có thể đến 47% trên doanh số trong 25 năm qua, NuSkin đã trả trên 6 tỷ đô la tiền commission cho những người cộng tác ở gần 50 quốc gia trên thế giới. Qua quan hệ và giao thiệp, anh chị có thể xây dựng một đội ngũ phân phối và người tiêu dùng rộng lớn chỉ qua những người quen biết. Những người này, những người này biết nhiều người khác mà anh chị không quen biết. Lấy thí dụ, anh chị giới thiệu 4 người cộng tác với NuSkin và nếu mỗi người đều làm tương tự như vậy 6 lần, anh chị sẽ có tên 5.000 người trong hệ thống phân phối của mình chỉ trong vòng một thời gian ngắn. Nếu mỗi người sử dụng sản phẩm chỉ với 100 đô la mỗi tháng, doanh thu của các anh chị sẽ là 546 ngàn. Với số tiền hoa hồng thấp nhất đơn cử là 5%, anh chị có được 27.300 mỗi tháng tiền commission. Đây chính là mô hình nhiều người mỗi người làm một ít mà một người bình thường đều có thể làm được qua việc nhân rộng một số một cái hệ thống đơn giản đã được minh chứng qua nhiều năm. Bước đầu tiên, anh chị cần đăng ký mà không cần phải trả lệ phí nha. Sau đó anh chị có thể mua sản phẩm với giá sỉ, rồi đoán lại với giá lẻ và tuyển mộ những người khác cộng tác với mấy anh chị. Có hai cách để được hưởng tiền hoa hồng. Một là qua những người tiêu dùng sản phẩm mà anh chị trực tiếp giới thiệu hoặc phân phối. Hình thức thứ hai là qua hệ thống hoặc mạng lưới của những người phân phối của anh chị rộng khắp mọi nơi. Đây là phương cách sẽ mang lại lợi tức nhiều hơn và không giới hạn cho anh chị. Muốn đạt được hoa hồng cao, anh chị phải trở thành executive với 4.500 điểm toàn hệ thống trong vòng 3 tháng. Trong thực tế, có nhiều anh chị thực hiện chỉ trong một vài ngày. Đơn cử là anh chị và gia đình dùng một số sản phẩm thích hợp, sau đó giới thiệu sản phẩm cho một số bạn bè và người thân quen, rồi chỉ những người này làm tương tự như anh chị đã làm. Đây là bước đầu rất đơn giản cho việc xây dựng một hệ thống phân phối rộng khắp. Trong quá trình xây dựng, à, giới thiệu và sang sẻ, chia sẻ cái sản phẩm độc đáo của Skin để xây dựng hệ thống, anh chị sẽ gặp một số người mà chính họ muốn trở thành executive như anh chị. Và đây là những con số lợi tức trung bình hàng năm tùy theo số lượng executives mà anh chị có được. Nếu anh chị giúp 4 người trở thành executives thì anh chị trở thành ruby executive, lợi tức trung bình ở vị trí này trong năm 2008 là 36.000 một năm à, hoặc là 3.000 đồng một tháng. 3.000 có thể là con số không lớn cho một số anh chị, nhưng có thể là một số tiền không nhỏ để trang trải nợ nần trả tiền xe, trả tiền học cho con cái hoặc một chuyến đi chơi xa cho gia đình chẳng hạn. Đây có thể là một số đây cũng có thể là một số tiền lớn cho rất nhiều gia đình có thể vượt qua cái tài chính khó khăn chi tiêu trong trong gia đình. Sau một thời gian, nếu anh chị giới thiệu thêm một số bạn bè và người quen và nếu anh chị có 12 executive hàng ngang, anh chị sẽ trở thành Blue Diamond Executive. Lợi tức trung bình cho Blue Diamond Executive trong năm 2008 là 500 ngàn hay là 40 ngàn đồng mỗi tháng. Có nhiều người đã đạt được số lợi tức này chỉ trong thời gian ngắn. Và cơ hội này bình đẳng cho mọi người, những người bình thường muốn thay đổi cuộc sống và tương lai bằng cách bắt lấy một cơ hội. Chúng tôi có các chương trình huấn luyện và hỗ trợ đặc biệt cho các anh chị người Việt bằng nhiều hình thức qua các buổi conference calls, webinars, video, website, training tổ chức hàng ngày. Chắc chắn anh chị đang có một số bạn bè và người quen đang muốn làm một việc gì đó để có thêm thu nhập hoặc thay đổi tình trạng tài chính đang gặp phải. Như chiếc bàn họp của ban giám đốc có 12 ghế trống, ai là người trong số những bạn bè quen của anh chị sẽ may mắn được chọn để hợp tác với anh chị trong cuộc hành trình thú vị để cùng nhau khai phá tương lai. Sự thành công tùy thuộc vào ước vọng và sự quyết định của anh chị ngày hôm nay. Sự tự do mà tiền bạc có thể mang lại không còn là một giấc mơ. Chỉ có trong giấc mơ mà hoàn toàn có thể trở thành hiện thực bằng một quyết định mà anh chị sẽ thực hiện ngay ngày hôm nay con tàu New Skin đang thuận buồm xuôi gió về một chân trời mới. Anh chị có thể trở thành khách hàng, dùng sản phẩm để giữ lại sự tươi trẻ. Hoặc trở thành một doanh nhân đồng hành cùng New Skin trong việc khai mở thị trường thế giới về một khám phá độc đáo sẽ lòng nước lòng nhân loại. Xin các anh chị liên lạc với người đã giới thiệu với anh chị về buổi nói chuyện ngày hôm nay để được bắt đầu ngay. Xin cảm ơn sự theo dõi và mong có sự hợp tác với anh chị trong tương lai rất gần. Một lần nữa, xin cảm ơn.